đến thăm gia đình thanh niên Lê Phước Thiệt, Nguyễn Văn Đạt, Võ Quài Nam, Nguyễn Quài Kế tại phường Trường Lạc. Đồng chí Trần Thiết Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Ô Môn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống, động viên tinh thần gia đình và thanh niên nỗ lực thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân đối với tổ quốc. Đồng chí cũng thông tin đến gia đình một số chế độ chính sách của đảng và nhà nước khi thanh niên thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự và mong muốn các cấp các ngành của quận và phường quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Dịp này, đoàn cũng tặng mỗi gia đình phần quà. Phường Trường Lạc được giao chỉ tiêu tuyển chọn 38 thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự. 100% thanh niên đều viết đơn tình nguyện và sẵn sàng lên đường nhập ngũ